huấn luyện viên Chu Si tặng vé mời xem trận đấu cho cảnh sát giao thông. Hai chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ dẫn đoàn bất ngờ khi huấn luyện viên Chu Si ngỏ lời tặng vé mời xem trận lượt về giữa Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 tối nay. Trong lúc di chuyển ra xe về khách sạn sau buổi tập chiều ngày 25 tháng 3 của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Si bất ngờ tiếp cận hai chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Nhà cầm quân người Pháp ngỏ ý muốn tặng họ vé mời xem trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hai cảnh sát ban đầu ngơ ngác, không hiểu ông Chu Si yêu cầu gì. Sau đó, trợ lý Nguyễn Việt Thắng đến làm thông dịch nên mới biết nhã ý của vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Hai anh sau đó chỉ xin nhận mỗi người một vé. Khi xe của đội tuyển Việt Nam về khách sạn, huấn luyện viên Chu Si đã lấy vé tặng họ. Vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia có 4 mệnh giá gồm 600.000 đồng, 450.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Tính đến chiều ngày 25 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã bán được 70% lượng vé phát hành theo hai hình thức trực tuyến và truyền thống. Ngoài ra, sẽ có khoảng 8.000 vé mời dành cho Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đội khách, các đối tác, nhà tài trợ của VFF và cầu thủ. Huấn luyện viên. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 26 tháng 3 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội trong việc cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2026. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 3 bảng F với 3 điểm, kém Iraq 6 điểm và kém Indonesia 1 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Si chỉ có cách giành chiến thắng mới tự quyết được vé đi tiếp. Đây là trận thứ 4 của chúng tôi tại vòng loại thứ 2 World Cup. Chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu giành kết quả tốt nhất để đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Ở hoàn cảnh hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để nắm quyền tự quyết. Chúng tôi tin vào mục tiêu của mình. Trong 3 trận tới, có 2 trận chơi trên sân nhà. Đây là lợi thế lớn. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của càng đông khán giả càng tốt, huấn luyện viên Chu Si trả lời họp báo trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.